Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng dường như sắp chạy thử nghiệm sau khi xuất hiện các hình ảnh trên mạng cho thấy con tàu đang rời cảng Đại Liên ở đông bắc Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Con tàu được xuất xử năm ngoái và từ đó tới nay đã được trang bị vũ khí cũng như các hệ thống khác và hiện vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Hôm 23 tháng 4, cổng thông tin trực tuyến của Trung Quốc, bao gồm cả trang Sina, đăng các hình ảnh cho thấy con tàu này được lai dắt ra khỏi ụ, nhưng không rõ tiến đến địa điểm nào. Tờ South China Morning Post hôm 23 tháng 4 cho biết, việc chạy thử nghiệm trên biển lần đầu tiên của tàu sân bay loại 001A của Trung Quốc có thể diễn ra trong tuần này, tùy theo tình hình thời tiết và đại dương. Cũng theo tờ báo của Hồng Kông này, việc thử nghiệm này diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập của lực lượng Hải quân Trung Quốc. Giới chuyên gia cho rằng, Trung Quốc cần ít nhất 6 tàu sân bay. Mỹ hiện có 10 tàu sân bay đang hoạt động và có kế hoạch đóng thêm 2 tàu nữa.